À, kính thưa quý vị, chương trình Làng Ta Có Tài Lanh sẽ tiếp tục mời một thí sinh tiếp theo sẽ cống hiến những cái trò diễn mà quý vị hoàn toàn bất ngờ. Tôi hy vọng rằng là ban giám khảo ba cục ngồi ở đó, cục nào cũng sẽ cảm thấy rằng là mình hạnh phúc khi xem tiếp mục tiếp theo. Và bây giờ thí sinh tiếp theo xin mời. Em xin giới thiệu em họ Lợ á. Cái gì? Em họ á, cái họ của em họ Lợ á. Cái gì? Em họ Lợ á. Em họ là lựa chọn đúng không? Không, họ Lợ á. Lựa chọn nữa. Không, Lợ á. Lợ á. Xích Lợ gần nhau. Để cho biết cái này cũng là những cái người mà có nghiên cứu về cái tiếng dùng của người ta mới hiểu cái ý nói là cái họ của ổng là họ Lại phải không? À đúng rồi. Em họ Lại phải không? Dạ đúng rồi, em họ Lợ. Rồi. Hả? Ba em họ Lợ cho nên em cũng họ Lợ. À. Dạ. Rồi ba má em có dạ là đi ra cuộc đời, khi đi ra cuộc đời làm ăn sinh sống, mình đừng có lo sợ gì cả, thất bại cứ làm lợ rồi sẽ thành công. Em tên là Lại Thành Công đúng không? Dạ không, em tên Lợ Hợi. Lợ Hợi. Lại Hợi á. Dạ, Lợ Hợi là Lợi Hợi. Em tên là Lại Hợi. Dạ, Lợi Hợi. Đúng rồi. Có vậy dịch được cái tay nha em. Dạ. Chứ em đi rất là lợi hại. Dạ em à, chị mời Lại Hợi nói tiếp. Em trước khi thi em xin trước khi thi em kể chút. Em bị làm sao vậy? Em sinh ra trong một gia đình cũng không có vui vẻ gì mấy. Rồi sau khi gia đình em được sinh em ra rồi cũng cố gắng nuôi sống em. Em rồi đến năm 18 tuổi, tình yêu đầu đời đến với em. Em lén nghe nước mắt để cảm nhận được rằng nỗi nhớ buồn bã đã rơi rớt trong lòng, vì biết rằng người ấy sẽ ra đi để tìm lại một bầu trời mới. Dạo có buồn hay không buồn thì căn nhà ngủ ô đó vẫn chờ đón em. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Những giọt nước mắt lan dài trên má, em cảm thấy rằng định mệnh sẽ chia lìa đôi lứa, đôi ngõ sẽ chia ly. Dù rằng em vẫn nhớ mở, năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Và cái đoạn này như nghe quen anh hả? Em nghe cái đoạn 18 ở đâu rồi ấy? Dạ không, để em kể, chuẩn bị vô. Em kể tiếp đi. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều là do định mệnh. Đấy, thấy chưa? Cái đoạn này mới là quan trọng rồi. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Cái đoạn này là em ngỡ ràng, đó tất cả là chuyện. Em ơi, em kể cái đoạn 18 tuổi rồi. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Chị, anh... hai anh này đã nghe cái đoạn 18 tuổi rồi. Không mà em dẫn vô á. Chị không cần em dẫn vào 18 tuổi. Ê. Chị biết 18 tuổi em đã làm gì rồi, chị cần là cần những năm sau đó. Rồi để em vô luôn. Rồi, năm mấy tuổi? Năm em 22 tuổi. Ít ra phải như thế, đấy. Kính thưa ban giám khảo, năm em 22 tuổi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Chuyện gì đấy cũng đã đấy, nhưng em không bao giờ quay. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đánh quen. Em ơi, vấn đề ở đây là chị đã biết 18 tuổi chuyện gì xảy ra rồi. Chị cần những năm sau đó cái chuyện gì xảy ra chị... À, em biết rồi mà, lúc em 22 tuổi là cái quá khứ ùa về. Quá khứ ùa về, các em nhớ năm 18 tuổi. Chị không cần quá khứ của em, chị cần hiện tại và tương lai và tất cả những cái chuyện gì xảy ra. Em qua luôn 22 tuổi. Dạ. Kể tiếp em, kể tiếp. Dạ. Kể tiếp qua luôn. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi, nó phải có chuyện xảy ra nhá. Gia đình tan vỡ, ba má chia lìa. Lúc đó ba má chia tay, em chợt nhớ tới năm em 18 tuổi. Anh... chị không cần em kể tiếp. Không phải, tại lúc ba má chia tay, em nhớ tình cảm em. Đủ rồi, em đủ rồi, chị thấy là đủ rồi. Dạ, chị dạ. Chị không cần nghe câu chuyện của em nữa, em bị em hát đi. Dạ. Hát để chị biết tài năng của em đi. Đấy, hát nhá, không cần, hát đi. Hát cái gì chị? Mời em hát, em tới đây biểu diễn mà. Em hát đi. Em đi thi kể chuyện. Em kể chuyện gia đình em á. Tình yêu.
anh đã biết năm em 18 tuổi em bị té dí giếng phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Ra anh biết quá khứ của em Hà nữa? Còn biết nữa, năm 18 tuổi là tình yêu đầu đời tới với em phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Rồi nước mắt em lưng chồng khi ba má em chia tay đúng không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Như vậy chắc chắn năm nay em 18 tuổi phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Em đi về đi, 19 tuổi tới đây thi. Ủa ra anh biết dự định em Hà nữa? Ủa có nghĩa là đi về thi luôn rồi phải không? Em về qua Nam em 19 tuổi em tới em thi nữa. Chị cảm ơn em vì điều đó. Không, qua Nam em thi thằng mới trẻ khủ làm hiền bao nhóm khổ. Đúng rồi, em thi cái gì? Em thi năm em 19 tuổi. Rồi hạnh phúc đào đời chia tay với em. Đi về. Alo. Dạ con khỏe. Nó khỏe không? Dạ. Cũng được dạ. À dạ, để bữa nào con thu xếp công việc ở bên này rồi con ba bệnh thăm ba má nha. Dạ. Dạ sao? À lấy vợ hả má? Trời ơi. Từ từ má ơi. Mình cũng phải tìm hiểu coi cái người đó là như thế nào, có hợp với mình. Alo. 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 Bực ghê vậy đó. Mỗi lần mình nhắc tới cái chuyện vợ con là má mình mà giận cúp điện thoại. Mà đâu phải là mình không muốn lấy đâu. Đã quen bao nhiêu cô rồi, dẫn về nhà này. Mà mỗi lần dẫn một cô bạn gái mới về nhà này gặp hai con người làm ở trong nhà, là không biết là chuyện gì xảy ra, qua ngày hôm sau chia tay. Nhắc tới hai con người làm bực mình. Ông bà đi rồi ha, lo cho hai người này ở với ông bà là mấy chục năm rồi. Bây giờ ba má mình ra nước ngoài rồi. Mà bây giờ cứ đi rồi mà cứ để hai ông ở đây. Nó là lo cho mình mà mình đâu có cần. Nhắc tới là bực mình. Ông Miền đâu? Ông Miền đâu? Dạ, cào chủ kêu tôi. Tôi sẽ đến với cào chủ trong vòng ba nốt nhỏ. Lẹ lên. Trời đất ơi. Ông làm cái gì đằng sau mà tôi kêu khang cả tiếng mà mới lên vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết. Sao? Cách đây hơn ngàn năm, loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Trời đất ơi. Lúc ấy, loài người chủ yếu săn bắt hớ lượm, đi bằng chân ăn bóc bằng ta. Tôi biết rồi. Cái chuyện đó tôi có đọc tài liệu tôi hiểu. Tôi không cần ông dạy tôi. Dạ. Tôi hỏi là ông làm gì đằng sau vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết, sau khi loài người xuất hiện, rồi loài người tiến hóa thêm mấy trăm triệu năm nữa, tôi già quá tôi không nhớ nổi. Trời đất ơi, cái rồi, gì vậy? Lúc đó loài người bắt đầu náo bằng nồi, ăn bằng chén, uống bằng ly. Dẹp đi, tôi nói tôi biết rồi, nghe chưa? Ông nhận tôi cái gì? Hả? Thái tóc lọa quá. Có gì lạ trơn á? Nhìn nó thật quá. Ông trả lời tôi đi. Dạ. Ông làm gì ở sau nhà? Mà tôi kêu khang cả tiếng mới lên. Ông làm cái gì? Rửa ly chén sau bếp. Có vậy thôi mà ông lên ông dài dòng. Ông kể từ thuở xa xưa thời bằng đá là cái gì vậy hả? Ba má tôi có dạ, phồm là con người thì sống phải biết trước biết xa, khúc giữa kệ mạng. Nhưng mà tôi chỉ hỏi ông cái chuyện đơn giản là ông làm cái gì đằng sau. Ông chỉ cần lẽ là tôi đang làm sao nhà làm rửa chén bát. Rửa ly chén sau bếp. Dạ. Xong chưa? Dạ kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết. Nữa. Sau cái loài người xuất hiện thì loài chuột bắt đầu xuất hiện. Nó sao? Nó bắt đầu sinh sôi nảy nở trên toàn thế giới, hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn con. Trong đó có hai con lọt vô nhà cậu chủ. Đứa đực tên là David, đứa cớ tên là Jennifer. Trời đất ơi. Hai đứa nó gặp nhau, yêu nhau rồi bắt đầu sống thử với nhau. Cái gì? Chuột mà cũng sống thử nữa hả? Dạ, con người thế nào thì con chuột cũng như vậy. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Sau khi sống thử thì con cớ trót mang bào mà không đi phá thơ. Trời ơi, chú mà phá thai, ông giỡn với tôi hả? Dạ, xui là nó đẻ ra 18 đứa, trong đó có một đứa ngỗ nghịch nhất. Nó chạy tung tan khắp nhà. Ngày hôm nay lúc tôi đang rửa ly chén, sọt sọt sọt, con chuột út chạy ngang qua. Trời ơi, chuột cháu chẽn bể hết cho. Ông mày ơi, bao nhiêu là ly tách chén để trong nhà tôi, ông từ từ ông đập nát hết trơn là sao vậy? Xin cầu chủ đừng chửi tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Chứ lỗi ai? Lỗi định mệnh. Trời ơi, định mệnh cái gì? Định mệnh đưa tôi đến với nhà cầu chủ. Định mệnh đưa tôi làm bể ly. Nhưng kính thưa cầu chủ, ly chén từ cát bụi mà ra, tôi chỉ tiễn chúng về với cát bụi. Trời ơi, tiền tôi. Thôi được rồi, chỉ tôi tỉnh chứ không sao. Dạ. Thấy chưa?
Cái chuyện tôi nhờ ông đem bông tới để tặng cho bạn tôi khai trương tiệm ở đây tới đâu rồi? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Dẹp đi! Có làm hay chưa? Cái chuyện cũng phải có trước có sau, số 1 tới số 2, 1, 2, 3, 5. Cô hỏi làm hay chưa? Dạ rồi. À, đơn giản hỏi làm chưa, nói rồi, được rồi. Hiểu chưa? Phải có trước có A, có B. Chê, ô, iPhone 6. Sao anh rảnh quá vậy? Mới ở bên Mỹ về. À. Cách đây mái ngà chứ mái. Ừ. Tươi xanh như nồi canh. Còn cái iPhone 5 cho con được không? Thôi im đi. Tôi thèm cái iPhone 5. Thôi, cứ nói chuyện với MobiPhone đi. Alo, em hả? Anh nè. Sao? Thích bông của anh tặng không? Màu của em thích đó. Ừ. À, anh bận quá, sai người làm đưa tới tiệm cho em đó mà. Ừ. Hả? Cái gì? Có chuyện đó hả? Alo. Em anh ơi. Cái gì giống miệng? Chuyện gì mà ông chủ hái hồn vậy? Tôi sai ông đi đem bông tới tặng cho bạn tôi khai trương tiệm bữa nay. Ông nghĩ sao ông đem bông tới được rồi? Ông để cái dòng chữ thành kính văn u là sao? Như cô chủ, như cô chủ cũng đã biết. Mày im đi, tôi bực mình rồi đấy à. Tôi đâu có đi lộn, tôi bận việc, tôi nhờ ông cực ông đi lộn. Trời đất ơi, sao không thuốc dao trong ông ra ông cực như vậy? Ông cực đâu? Ba má tôi sinh ra có hơi ta hai chân làm đau hết. Ông cực đâu? Dạ, kính thưa cậu chủ. Sáng sớm tinh sương tôi thấy ổng, nhưng khi mặt trời vừa ló chiều sau đỉnh núi, ổng đã đi đâu mất tiêu rồi. Ông im giùm tôi đi, ổng có trong nhà không? Hang chui. Ông cực. Ông cực đâu đây? Ra biểu. Trời đất ơi. Chửi hồi nãy tới trời chửi quá trời chửi. Anh Vũ kìa. Hai ông bước lên đây, bước lên đây, bước lên giùm tôi. Bây giờ tôi mới để ý. Bữa nay ông ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Áo đều lấy đâu ra? Thì ba của cậu đi nước ngoài định cư, tôi thấy bỏ cái ốp vét ủng quá lái mạc luôn. Trời đất ơi, đồ của chủ nhà mà ông lấy tùy tiện không xin phép hả? Ông làm gì có đúng hay không? Tôi ông lắc đầu cái gì? Hả? Ông cũng vậy đó phải không? Lấy đồ của ba tôi mặc cái gì? Không, tôi là một người có tự trọng, không bao giờ tôi lấy đồ của ông chủ tôi mặc đâu. Vẽ dạ, lại đâu? À, của bà chủ á. Đó, bỏ uổng mà. Bỏ uổng. Đây đây, sống trên nhung lụa. Ừ, nhung, nhung. Bỏ qua vô đi, ha, tôi tính sao vậy hay không? Tại sao ông đem ông miền, ông kêu ông đem bông tới bạn? Đem rồi, đem rồi. À. Tôi đem rồi, tôi tới, tôi đưa cái bông xong xuôi, cô chủ, cô thấy là cô giật ngựa ra, cô xỉu, cô đẹp quá mà, cô mừng. Biết sao cô xỉu không? Sao? Ông nghĩ sao mà ông tìm người ta khai trương ngày vui, mà ông để thành kính phân u, là sao? Ha? Có hả? Hả? Tại sao ông làm vậy? Tôi đâu biết gì nào. Cái gì? Ông tới ông mua hoa, ông mua bông. Đúng rồi, ông này ông dặn á là kêu ông chủ thích mà kêu cái cô đó thích bông màu tím. Đúng rồi. Thì tôi mua bông màu tím. Hả? Tôi mua xong rồi nó hỏi là có để cái chữ gì lên không. À. Đó cái nào tôi nói để lên cho nó hoành tráng, rồi nó đưa một rổ chữ cho tôi lựa. Sao ông không biết ông lựa chữ gì vậy? À, tôi đâu biết chữ. Không biết chữ thì lựa. Chui thôi. Chứ nó đâu phải do tôi. Lỗi đâu phải ông. Đúng rồi. Lỗi định mệnh. À định mệnh mà. Định mệnh con khỉ. Ông không biết chữ thì không biết hỏi người ta, ta chỉ hay sao? Đó thì tôi nói thôi mấy đứa tự làm luôn đi rồi nó để lên đâu có biết gì đâu. Đó đâu phải lỗi do tôi. Lỗi định mày. À. À. Alo. Lỗi của ông có phòng thật lỗi. À, à đây đây. À, chuyện alo, là chuyện em ơi. Alo. À, cô Lan hả? À, cô Lan. À tôi đây cô Lan ơi. À, xin lỗi tôi. Cô Lan, không phải là ông chủ tôi đâu nghe. Để từ từ. Tại tôi á, dạ cô Lan à, tôi xin lỗi cô. Ông chủ tôi rất yêu cô Lan à. Hả? Sao? À, cô tên cô Huệ hả? Tên ngoại rồi. Nhưng mà không sao, Lan Huệ gì rồi cũng lên bàn thờ rồi. À, nhắn lại. Rồi, để tôi nhắn lại. À, cô Huệ cô nói là ông chủ xóa số điện thoại của luôn đi. Sao vậy? Hả? Lỗi không phải của mình. Lỗi do định mệnh. Đúng vậy. Định mệnh quay. Làng cho ông sơn sát vậy. Hả ông cực? Tại tôi thấy tôi có lỗi, xin lỗi. Không phải lần này đâu nha. Lần nào tôi vừa bắt cái điện thoại lên ông nhào nhào tới ông giật ông nói chuyện thế tôi là. Hồi nãy ông có nghe điện thoại không? Ừ. Tôi đâu có chụp đâu. Đúng rồi. Tôi ở trong nhà tôi đâu có chụp. Mình sửa sơ mà. À, lỗi đâu phải do mình. Lỗi định mệnh. À, định mệnh. Định mệnh không biết răng mà cần sửa cần sơ.
Lan Huệ cũng vậy. Không chứ, phải Loan là được đâu. Chứ sao lấy Loan thợ? Loan Loan giữ lại. Loan giữ. Nguy hiểm lắm. Tươi xanh. À đó, à đó. Alo, nè. Không có giỡn nè. Cô mới vừa nói chuyện thôi. Tính đi. Đừng nói chuyện. Xin lỗi cổ một tiếng. Đúng rồi, cho tôi nói xin lỗi. Xin lỗi cổ giùm tôi. Được rồi. Em hả, anh nè. Rảnh đi ăn chè chuột bạch chơi. Còn lại ba. Chè khúc bạch chứ chuột bạch gì. Chuột bạch gì? Không có dành. Alo em à, cái chuyện là không cho tôi xin lỗi đi. Con lại ông để con nói chuyện với lại bạn con cái mà. Alo. Có chuyện hổ con phải không? Đâu cháu cỡ. Hổ tham nhà cửa phải không? Ba má cháy chưa hay gì đó. Lại ba, ba để cho con nói chuyện được không? Trời, khổ trời. Quá. Alo. Đi đi cho tôi. Con lại ông nội đi con. Alo. Không có. À anh nói chuyện với lại ba với ông nội anh em. Dạ. Hai ông vui lắm mà. Bữa nào ông ghé thăm đi. Trời ơi. Ờ nha. Không vậy vậy. Ờ rồi 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 ha. Rồi vậy đi ha. Có gì nói chuyện sao. Hai ông bước lên đây. Ông miền ông cực làm ơn bước lên đây. Tôi nói một lần chót. Kể từ ngày hôm nay về sau. Dạ. Mỗi lần tôi nói điện thoại hai ông làm ơn yên lặng. Dạ. Đừng có nói một cứ một tiếng nào. Thấy chưa. Dạ. Bây giờ tôi đi công chuyện. Dạ. Ha. Hai ông ở nhà. Dạ. Làm công việc. Đừng có làm cái gì. Ông không được đập để bất cứ cái món gì khác. Dạ. Chưa? Dạ. Còn ông cũng vậy, làm ơn làm những cái chuyện của mình ha. Trả quần áo lại cho ba má của tôi trong tủ. Nghe chưa? Nhớ nó. À. Nếu giặt ủi cho trả lại. Chờ giặt ủi nữa hả? Thì giặt ủi cho trả lại. Tiền ai trả? Ông vợ ra. Lỡ không phải của mình. Lỡ gia đình mày. Đúng vậy. Thôi đi nha. Ở nhà coi cửa nẻo đàng hoàng. Đóng là cho đàng hoàng, nghe chưa? Thì tôi khổ hai ông ghê đó. Nghĩ sao mà mướn hai ông người làm tên gì kỳ cục. Ông tên Miền, ông tên Cực, còn mình tên Lạc. Miền Cực Lạc. Tôi mới là định mệnh nè. Nhìn kích với hai ông à. Ở nhà có nhà đó. Cười cái gì? Không có tụng kinh. Nhìn cái bụt rùa tôi không thích rồi đó. Không có tụng kinh cho nên không biết. Miền Cực Lạc là nơi trong trường đã. Đi rồi. À thôi đi rồi ngồi một chút rồi mày. Chứ... có ăn nó chửi miết. Bà nội cho ô sinh mà làm như ở đợ chửi miết. À. Buồn chứ ha, bị chửi miết cũng buồn chứ ha. Ôi trước sau giờ cũng phải đi khỏi chỗ này chứ rồi. Đi biết đi về đau, không có nơi nương tựa. Thở chi có một tình yêu để mình còn có chỗ mình bám víu vô. À, ông không có chứ tôi có. Thôi ông đừng có sổ sổ. Ông mà lộm chi mà có tình yêu. Có. Có không? Có. Đâu kể nghe cô. Nè tôi yêu cái bà Tư xách nước heo đó. Bà Tư xách nước heo hả? Ờ. Có không? Có. Kể cuộc tình nghe. Tôi làm thơ tôi tặng bà. Châu cho ai biết làm thơ luôn hả? Bữa đó tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng đó. Ờ. Xong tôi thấy bà xách nước heo đi qua. Xong tôi làm bài thơ liền. Làm bài thơ tán liền. Tức cảnh sinh tình làm bài thơ tán liền. Đọc nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao, ghép thành bốn chữ vì sao yêu người. Với đó có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu. Ba phút sau có hồi âm liền. Có hồi âm hả? Quả theo thơ của tôi. À. Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tao. Với mày yêu tao thì kệ mày. Mày tao không yêu lại mày làm gì tao. Trời ơi. Bà Tư đâu mà vô duyên vậy? Không yêu thì thôi chứ làm thơ chửi người ta. Chồng mà chửi á. Cái gì? Chồng. Trời cha. Há hoa tranh cành hả? Đâu có, tại thấy hồi xưa giờ thấy bà đi có mình không mà. Đâu có biết bà có chồng. Cuối cùng tán rồi mới biết. Hay nhá. Nhưng mà dù gì đi nữa tôi cũng có một mối tình. Dù nó vụng dại nhưng mà nó hay. Còn đỡ hơn ông. Không có một mối tình nào. Xin lỗi nghe. Xin lỗi nghe, con gớ là xếp lớp, tuổi tiên không. 17 tới 21 qua 22 tuổi, chia ta. Có không? Có. Sáng làm thơ, trưa làm thơ, tối làm thơ, tạng mới chịu ăn cơm, uống nước, đi lòm. Thiệt không? Ông có biết làm thơ luôn hả? Ừ. Thơ một bụng. Thiệt không? Ghê vậy? Hầu sáng, mới hầu sáng tuần trước, đoan nằm, làm chi? Đang nằm ngủ, đang chưa tỉnh ngủ lắm. Mới dạy đi toilet. Đang đi toilet thì
con ghẻ nó gọi điện: anh ơi, làm em tặng em bài thơ buổi sáng em mới có động lực để em làm việc cả ngày. Rồi sao làm không? Đang mê mê mang mang làm luôn. Sáng ra đi tiểu vàng khè, ô hai trời đã đổi hè sang thu. Ghê không? Có sẵn sinh tình á. Ờ, làm xong tới nhà rước đi ăn sáng. Được không? Hàng xóm bố dọn nhà đi gấp rồi. Sợ mình qua mình làm thơ nữa hai chi á. Cái bài thơ đó đâu phải tức cảnh sinh tình, bài thơ đó là tức cảnh mà sinh lý á. Tào lao. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, trước sau thì cũng phải dọn khỏi nhà này. Thằng Quy đó, nó về rồi nó mở cửa đi. Cũng phải có lý do mới chửi mình á. Mấy năm trời đâu có giác con ghẹ mua về đâu. Sợ tôi gặp ông là banh xác á. Con ghẹ mà gặp tôi ông là banh xác là chia ta hả? Ờ, tôi thấy cũng lạ. Hình như là hai đứa mình có số xác ghẹ á. Thì đó. Con nào về cũng banh xác. Nó bấm chuông kìa, ra mở cửa đi. Ủa? Chìa khóa mà không bao giờ mở cửa. Có ai ở nhà không ạ? Ủa, bấm chuông quá trời mà sao không thấy ai trả lời? Đợi chút. Này. Ủa dạ. Ủa. Dạ. Châu cho. Cái gì? Hốt ghê. Có hốt rồi, sao hốt rác rồi? Hốt ghê. Hỏi là cái gì? Con ghê. À. Nha. Châu. Dạ. Ô. Dạ. Yeah. Dạ, con xin chào bác. À. À. Dạ con. Con là ai? Dạ con xin tự giới thiệu. Dạ con là Vui, con là bạn gái của anh Lạc. Cái gì? Dạ con là bạn gái của anh Lạc. Bạn gái con Lạc hả? À? Dạ. Quen nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con quen nhau cũng được 2 năm rồi. Sao nó quen nhau 2 năm mà mình không biết? Đào có dám đưa về nhà, sợ gặp tôi với ông là qua ngày hôm xa chia ta. Số xác ghệ mà. Mà bữa nay qua 2 năm rồi cũng dính chưởng à. Không phải lỗi của mình. Lỗi gia đình mày. Đúng vậy. Qua điều tra. Ờ dạ. Ờ. Dạ con xin lỗi con đường đột quá nhưng mà con muốn biết hai đường, bác. Đường đột đến gặp gia đình hả? Dạ. Hai bác đây là... Nói chung là cũng quen lâu hả? Quen dạ, lâu chưa? Dạ tụi con quen nhau được cũng được 2 năm rồi. Châu, 2 năm rồi hả? Quan 2 năm rồi mà không dát về thấy gớm không? À. Giáo như mèo giáo. Ừ. Ừ. Mà bữa nay dát về cũng chết mà tôi nói rồi. À. Banh xác. Ờ à, dạ. Tất cả chuẩn bị. Âm thanh ánh sáng chuẩn bị. Màn hình lấy chuẩn bị. Trang phục chỉnh tề. Action. Dạ con nghe anh Lạc anh nói là đây, anh ở đây với ba với lại ông nội của anh. Ta xin giới thiệu. Ta là ba của thằng Lọt. Lành ghê. Ba, dạ. Đây, lành hơn ông nội thằng Lọt. À, tôi ông nội Lạc á. Ông nội Lạc á. Ông nội là ông già hơn ba nhiều. Ông già lắm. Bác ông nội Lạc với con. Ông là ông nội Lạc đây. Ba vô ghế ngồi đi ba. Ông ác rồi, bác anh làm ông nội mà tới mẹ mà. Ráng đi ba ngồi đi ba. Con ngồi chơi. Ngồi chơi con, đây. Ngồi đây. Dạ, ông nội nhà mình nhanh già quá. Tới tuổi này nó muốn xuống, nó muốn lên, nó lên con ơi. Dạ. Mà hổm rài xuống nhiều hơn lên. Vậy là anh Đạt á, mới nói chuyện điện thoại với con á, anh nói là ông nội với ba. Vậy là trời ơi, con vinh hạnh quá, hôm nay con tới đây thì con được gặp ba với lại ông nội của anh Lạc. Nhà mình á, ba người đàn ông sống chung với nhau như vậy chắc là vui lắm ha ông. Vui con khỉ móc xì. Mắc dạ như con quỷ. Ba ơi, con thật là lỗ mãn. Tại sao con lại giặt áo cho người ta xem lưng? Dạ. Chuyện gia đình mình là gia đình mình biết thôi. Dạ. Mình giặt áo cho người ta xem lưng là mình phải mỏi tay. Dạ. Cởi mẹ cho coi luôn cho phải. Dạ. Không có đâu con ơi, khổ lắm. Ủa vậy sao vậy ông? Nó chửi hoài con ơi. Anh làng ảnh chửi hả? Không tin. Con muốn nghe không? Dạ. Con muốn nghe không? Sẽ kể cho con nghe. Sự tích. Dạ nghe. Khổ lắm con ơi. Dạ. Con vô trong lấy cái cất xếp ra đây cho ba. Dạ. Ba ơi con vào trong đây. Nó ngoan lắm. Con bác dạy ngoan.
con ngồi chờ nha, để đi lấy nước uống. Ờ dạ thôi được rồi ông ơi. À, có cái chiếu đây mà nó cũng không chịu dọn. Nó để đây con, thiệt không chịu nổi luôn. Ba ơi ba, cất xác đây nè ba. Ờ, con đem cái cất xác vô đây nè. Em vô trong đây. Dạ. À. Có việc gì không ba? Bấm luôn đi, bấm luôn đi. Khổ lắm à, con ơi à, ở đỡ mấy chục à, ở đỡ mấy chục người mà nó đuổi hết rồi con ơi. Biểu nó lên lương à, biểu nó lên lương sơn chơi à, mà nó không cho đi con à, ôi khổ quá con à, tắt đi tao mệt đâu à, vậy đó à, vậy đó khổ dữ lắm. Anh Lạc, anh đối xử tệ với ông với bác vậy hả? Tệ lắm tệ con lắm. Ơi con không tin đâu. Anh Lạc, anh đối xử tốt với con lắm. Trời ơi con... Đúng rồi, đối xử tốt với con là đúng rồi. Đang đúng. Tại nó có cái để coi chứ mình có gì đâu có. Thua chị Đa thì cũng như nhau, là con người là giống nhau hết. Giống nhau cho được. Giống nhau được đâu. Châu cho trò bó lửa hay à. Bây giờ bưởi nó giá trị hơn à, còn mình là gì? Mình thấy ghê. Bánh bèo có cặp bưởi lợi thế ha à, lợi thế thua khổ mình lắm con ơi. Dò rồi nói vậy chứ không phải đâu. Con không tin đâu. Ờ con không tin thì để chút nữa con về nó có mặt ở đây nè. Nó thiệt con nghe, nếu mà con hỏi nó là con hỏi ai đây chắc chắn nó sẽ chỉ là ô chim của anh. Cái gì? Ờ à, không có đâu. Bắn khiêu lắm. Anh Lạc không có dám nói gì đâu. Bà với ông nội mà kêu là ô chim à. Ảnh không có tệ tới mức đó đâu ông ơi bác. Không ơi. Tin thì để về đi rồi mà hỏi. Ông mày không cần tao rồi. Đó trời. Tự thao tôi kêu. Tự thao. Thôi cửa nẻo mà để cửa nẻo mở gì vậy sao? Trời ơi con ơi à. cứu ông nội dạ. Con ơi. Nói sao mà. Trời. Ủa vui. Em tới là làm gì? À, em tới bất ngờ quá không? À. Em mới tới. Ờ, em khỏe không? Khỏe. Đó, đã có người giết nó thay ta. Anh Lạc, trước giờ anh luôn nói với tôi những lời ngon ngọt, dễ thương. Nhưng tôi không ngờ con người anh lại khốn nạn tới mức đó. Cái gì? Khốn lắm. Anh làm gì mà em nói anh khốn nạn? Bây giờ anh trả lời cho tôi biết con hai ơi. Người này là ai? Thôi bỏ đi. Thôi. Cái gì? Con ơi ông hai này. Người này là ai? Hai người này là ông ai? Ba này là Usin nhà anh chứ có gì? Phải chưa? Trời ơi. Trời ơi khổ quá đi anh con. Anh nói cái gì vậy? Hai mày là Usin nhà anh. Anh điên hả? Đây là ba với ông nội của anh mà. Cái gì? Người ngoài mà ai người nói? Ta còn nhìn ra là ba với ông nội. Mày trong nhà mày không nhìn. Ông nói cái đừng, gì? Đừng giết ông nội ông con. Nói cái gì? Ông nội lại con. À, trời ơi, bò đừng có đi cho. Nó làm gì? Nó bóp cổ ba kìa con ơi. Trời ơi, nó bóp ở ngoài đường, nó bóp cái gì quen rồi, nó về nó đè, nó bóp cổ tôi rồi trời. Ông nói gì tôi không hiểu gì cơ. Bác Hiếu. Chuyện gì vậy? Mày có tội bác Hiếu. Chuyện tội gì? Thứ nhất là mày ngược đỡ gia đình. Cái tội thứ hai mày ghen cái táp tao không hờ làm. Cái gì? Đừng cái gì? À, trời ơi, nó đánh qua tôi kìa. Trời ơi, cứu. Ô, Chumia. Cái gì? Cứu tôi với. Chumia. Là cái gì? Cứu tôi với. Cái gì vậy? Ông có tiếng gì? Tề thiên đại thánh đó. Trời đất ơi, Chumia cái gì? Trời ơi, hai người làm cái gì tôi không hiểu. Anh à, tôi không ngờ là anh lại có người tệ bạc tới mức đó. Ngay cả ba cũng với ông nội của anh không dám nhận sao? Em mà em nghe kỹ đi. Tôi không cần nghe gì hết. Đừng nghe con ơi, bây giờ nó dụ dỗ con đó.
con đi bỏ nó đi con ơi. Bỏ đi chia ta đi, kết thúc cuộc tình này là chấm hay, cuộc tình này là pha phôi. Em đừng có nghe hai người này. Con người anh như vậy đó anh Lạc. Bây giờ như vậy, anh bước tới đó, quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội của anh đi. Miệng em nói sao? Anh quỳ xuống xin lỗi hai người này hả? Cái gì vậy anh? Ba bị gì vậy? Anh có quỳ không? Ba bị lên cơn đau tim. Đau tim ba ôm ở dưới bụng. Bây giờ anh có quỳ không? Em ơi, không có thể nào có chuyện này xảy ra được. Tại sao anh phải quỳ? Nếu anh không quỳ thì tôi với anh chấm dứt tại đây. Cái thúc một cái này là chấm hay. Quỳ đi. Anh có quỳ không? Anh thấy ông nội lên tim rồi chưa? Thôi được rồi. Yeah, happy new year. Thôi được rồi. Tôi quỳ nè. Ba ơi, sao ba có vẻ hết bệnh vậy? Ba khỏe rồi. Ô châu cho. Ông nội đâu có muốn vậy đâu con. Nhưng mà trong nhà này, con làm như vậy là người ta sẽ cười dòng họ mình, con biết không? Ông nội thương con không hết mà nó thương mày lắm mà. Bà đánh con như vậy con sướng tê người. Gì? Mày nhìn gì? Mày nhìn gì? Con ơi, bây giờ con không ngại ông dạy cháu không chứ? Dạ, dạ, ông cứ dạy đi. Con ngồi chơi. Dạ, được rồi. Con à, dạ. Vô trong lấy cây thượng phương bảo kiếm ra đây cho ba. Dạ. Lộn chi có thượng phương bảo kiếm cho anh. Có cái thượng vàng vàng tôi để trên đầu tủ đó. Ba ơi, con sẽ đi ngay. Con thì quá lịch sự mà cháu mất dạy. Không thể nào tưởng tượng. Nằm xuống đây mày. Nằm xuống đây. Mày nằm xuống đây. Thượng phương bổ kiếm tới. Cái gì ghê vậy? Im đi. Có nảy chuối nữa là dằn mày được rồi đó. Động quan. Cái gì vậy? Con không được như vậy nha. Con mày còn nằm đây mà mày kêu động quan. Mày phải gọi là tẩn liệm. Trời ơi. Con cái đó chỉ cho nó biết. Con ta tao dạy mất gì tới mày. Ông nói cho con biết, trong nhà này quốc có quốc pháp. Do có do heo. Tào lao. Do có do quy. Ăn rồi nấu trong bếp hoài. Bữa nay ông nội đánh con, gia pháp của nhà này đánh con cháu chỉ đánh 3 roi thôi, không có thêm 1 roi nào nữa. Quánh thì ít, nhưng mà nói cho con cháu nghe thì nhìn chết bà bị nói cho con cháu nghe thì nhiều. Rồi thứ nhất ông nội đánh con về cái tội mày đi chơi đêm. Tao hỏi mày, mày đi 1-2 giờ sáng mày mới về. Tụi tao già rồi không ngủ được, 2-3 giờ mới ngủ vừa thiêu thiêu. Mày về mày bấm cửa, sao mày ác ôn dữ vậy? Mày ăn giọng ở ngoài chứ tụi tao có ăn được cái gì không mà mày. Mày hả mày? Nhìn gì mày? Cái gì hả mày? Cái đôi này tới cái gì vậy? Chơi này nằm kèo trên quýnh chơi được không? Chơi này quýnh chơi không có kể mày. Rồi thứ hai ông nội đánh con về cái tội giặt đồ. Ê tao hỏi mày nè, tụi tao già rồi, bây giờ mày giặt đồ mày đem ra tiệm cũng được, mày tiếc tiền mày không đem ra tiệm. Quần rin mà mày bắt hai ông già này ngồi dò hai cái ống quần xong là bỏ cơm luôn. Sao mày ác dữ vậy mày? Hả mày?
Mày chỉ gì, mày chỉ gì không? Mày chỉ không? Đau quá. Rồi thứ ba, ông nội quýnh con là về vấn đề đi chợ. Tao hỏi mày mỗi ngày mày đứa có 50 ngàn mà ba người ăn, mà mày gọi ăn bò, bà nội mày lết còn không có chứ ở đâu bò hả? Riết hồi cũng chiều ý mày để giữ cái chỗ làm này để an ủi tuổi già, vậy mà mày cũng ăn bò được, để tụi tao ăn mắm không nên mày coi bây giờ là mày coi xương không chứ có miếng thịt nào đâu. Mấy chục năm rồi nè mày nhớ không hả mày? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Gì gì mày nhìn gì hả? Hả mày? Mày chống cự không? Chống cự cho đít mày bự luôn mày. Mày xạo 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 mày. Hả? À còn thiếu hả? Thiếu bà ơi, thiếu đâu có chịu. Đó là nói cái gì vậy? Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vợ vợ. Cái tạo rồi, em Sâm đứng lên. Đứng lên đi. Quánh về thôi. Mày cũng quýnh nữa hả mày? Hả? Quýnh thì thôi, không có gì đó phải không? Trời ơi. Nói chung là vậy thôi. Lấy cái hợp đồng ra đây cho ba. Là cái gì vậy ba? Cái công tra đó. Cái hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng. Cái hợp đồng. Hợp đồng gì? Kệ tao, mày hỏi chi? Kệ con ngồi chơi nha. Chờ chút. Gia đình này quánh con mau lắm. 15 phút rồi lòi chành té bứa rồi. Đây ba. Cái gì vậy? Tao nói mày lấy cái hợp đồng mà. Đây, cái hợp bằng đồng. Trời ơi, cái hợp đồng là cái công tra đó. Công tra là cái gì? Ký công tra. À, biên bản á hả? Biên bản gì? Hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng chứ phải là hợp đồng. Đồng. À, ủa, chú con thiệt là tù lô. Mày quá tù lô đi, nhưng mà tù lô. Đâu có tù lô thường. Nhanh nhanh lên. Đây ba, hợp đồng. Đây. Hợp đồng ba làm sản hả ba? À, ký vô đây. Ký gì vậy? Mày không cần coi, mày coi hả? Mày ký không? Ê, ký không? Quýnh ký ra mày được. Ký thì ký đó, đi. Đó, vậy đi. Cái ký thì ký, ăn bữa thì lẹ lắm. Ký vô đây giùm ông đi con. Ờ, dạ con ký rồi. À, ký đi con. Chỗ này. Ờ, dạ. Tôi có ký không? Không, ông khỏi đây tôi ký. Ủa, ông biết chữ hả? Hả? Ông biết chữ hả? Không, quýnh chữ thập đó. À, ha ha, sáng tỏ. Rồi xong. Rồi xong rồi, khỏe rồi. Rồi, khỏe rồi. Điện thoại kìa mày. Đây, thôi để tôi nghe điện thoại đi. Hello, what did you say? What do you want? Yeah, come on, baby. Dạ. Dạ, tôi nghe bà chủ. Ờ, dạ, bên này thì cũng đang... Dạ. Cậu chủ đang đấm bóp giác hơi. Đưa đây. Chết mẹ rồi. Alo. Má hai má. Dạ, con nè. Trời ơi, mới về đây má coi nè. Hai cái ông ô xin thân yêu của má là hành hạ con. Là đánh con trước mặt bạn gái con, làm nhục con đó. Dạ. Dạ, dạ thôi con biết rồi. Dạ, cảm ơn má. Ông, làm chi đó? À, trước sau nó cũng đuổi đi, xếp đồ lại đi chứ làm cái gì. Ủa, nói vậy hai bác đây không phải là ba với ông nội của anh hả? Anh đã nói em từ đầu rồi, hai người này là ô xin. Mà em không tin. Đúng rồi, tụi tôi là ô xin nhưng mà ở trong nhà này mấy chục năm nay rồi. Nó nuôi nó từ lúc mà nó mới đẻ ra anh đỏ hỏng rồi. Bây giờ mà đuổi đi rồi không biết chỗ nào mà đi rồi còn sống. Cuộc sống bây giờ không biết như thế nào. Đúng rồi, đâu có biết cuộc sống ra sao. Nghiệp đi. Hai ông rảnh quá. Biết đều đó. Vô gòn hết bầu đi khỏi nhà tôi liền. Ờ, anh đâu được. Anh ơi, đừng làm vậy. Sao không được hả? Anh ơi, em biết là hồi nãy hai bác đánh anh rất là đau. Nhưng mà anh ơi, anh suy nghĩ lại đi. Hai bác nuôi anh từ nhỏ tới lớn đó. Bây giờ nếu mà hai bác già như vậy, bây giờ anh đuổi hai bác đi rồi hai bác ở đâu? Con nói nó không có nghe đâu con. Tại sao nó không nghe? Nuôi tới sáng mờ con không nghe. Tại sao không nghe? Hốt cặp bữa rồi nghe chi nữa. Theo miếng đi. Anh à, em năn nỉ anh luôn á. Em thấy hai bác vậy nhưng thực sự là hai bác rất là thương anh. Anh đừng có đuổi hai bác đi, bây giờ ra ngoài rồi. Đúng rồi, ra ngoài biết ở đâu bây giờ. Trời ơi, khổ lắm. Trời ơi, thôi dẹp đi. Anh ơi, em năn nỉ luôn á, chứ hai bác già vậy mà giờ ra ở gầm cầu rồi đi lang thang ngoài đường. Không nơi nương tựa rồi đêm khuya xuống hồi xương rồi lạnh lẽo. Anh à, em năn nỉ luôn á. Tôi thương cạo lắm, tôi xa một đùi giống cạo nè, thấy không? Được rồi. Nãy là bạn gái tôi. Tôi tạm bỏ qua chuyện ngày hôm nay nha. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay
Hai ông làm gì trong nhà đây? Không được lãnh lương trong vòng 3 tháng. Trời ơi, không lãnh lương rồi lái gì bỏ vô mỏ. Tôi nuôi ông rồi đừng có quánh, mà ông quánh tha thiết quá. Ông sợ chứ tôi không sợ. Mấy chị không sợ. Cầm đi. Tôi còn cái hợp đồng ở đây. Hợp đồng gì? Nếu cậu không chịu làm theo hợp đồng tôi sẽ đưa ra pháp luật. Cái gì? Đúng rồi. Tôi biết chữ chứ đâu phải không biết chữ đâu. Tôi dám vờ đó. Đó, hợp đồng gì vậy? Hợp đồng. Đây ngày tháng năm đầy đủ nha. Điều khoản thứ nhất là từ nay trở đi cậu phải coi hai người chúng tôi như là gia đình của mình và để cho hai người chúng tôi được về hưu nghỉ phè. Điều thứ hai là từ nay trở đi tự giặt áo quần, tự lo cơm nước, không để hai ông già này lo nữa. Điều khoản thứ ba, đi về phải tự mở cửa, không kêu hai ông già này trong lúc ngủ say. Đúng, đúng. Điều khoản thứ tư, nếu có đi nước ngoài, ngôi nhà này... Cái gì, cái gì, bà... cái gì? Ông tính lấy luôn căn nhà này của tôi đó hả? Tôi xin lỗi cậu, nếu tôi mà người gian dối, tôi không ở trong nhà này mấy chục năm nay. Ông bà chủ đã đuổi tôi đi lâu rồi. Ông mới nói con nhà... Im đi! Bình tĩnh. Ta đưa ra pháp luật ra. Ta đọc hết rồi mày nhào nhào mày ăn ta đi. À nội mày, cái cốt ta Bình Hưng Hòa còn chê mà mày dám ăn à. Chưa giờ là rần rần rồi. Ta đã ghi đàng hoàng thế nè. Nếu sau này cậu chủ có đi nước ngoài, ngôi nhà này nếu bán đi thì cậu chủ sẽ tìm cho chúng tôi một nơi gọi là trú nắng trú mưa. Đó là một chung cư bên Phú Mỹ Hưng. Đó. Đó. Cái gì? Nằm mơ đi nghe không? Ông nghĩ sao tôi mua chung cư cao cấp cho mấy ông ở? Còn lâu. Hợp đồng tôi ký, ai làm chứng? Ai làm chứng? Hả? Em. Đó. Em ký làm chứng. Đó. Thấy chưa? À, biểu em là người ký. Trời ơi. Em ký. Vậy. Trời ơi. Ô xin là ông nội mà. Dạ. Tao đuổi nó đó là để cảnh cáo mày đó nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như đó tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mẹ ở nhà đi. Ờ chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ tao mua đồ về tao nấu nước. Mày nên nhớ, khi mà tao đi chợ Sài Gòn tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách, phải có khách, không thôi tao trừ luôn mày nghe chưa? Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa? Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng vậy lên tới 5. Mày phải làm mãn đời cho tao nghe chưa? Gì kỳ vậy trời. Bây giờ sao? Dạ. Giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách chỉ đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụ sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này. Giao một cái nhiệm vụ thì là vô duyên trời ơi. Tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ô bị điên, sao tự nhiên có khách, một khách nó tự nhào nó vào vô chứ làm sao mà có khách. Tự nhiên cái đi chợ về mà có khách, tự nhiên hôm nay tôi đang đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chuyện. Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha. Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không nhỉ? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? Quên. Đúng là quán ăn. Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu, dạ,
có những thực đơn gì? Anh là khách, anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì. À, vú thỏ, dạ đó, cánh cào cào, nướng muối ớt đồ đó, dạ. Sao món quái vật không vậy? Thì đó, quán em nó cũng này. Tôi nhìn đi. Dạ dạ. Thường thôi nha, thường thôi. Dạ dạ, dạ. Đối với tôi thường thôi. Anh là doanh nhân em hiểu mà, anh nhìn anh mặn sang trọng là em thấy là anh cái đẳng cấp anh cao lắm. Cho tôi biết thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ nước uống ạ. À, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối, em muốn uống nước nào? Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À thế nào là nước suối và nước thế nào là nước không suối? Dạ nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc của nó là cái nguồn suối, suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước cái từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Đó. Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng. Một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này, chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Đó, mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó à. Thì lá chè nó cũng như là lá trà, lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè, nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè. Bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À. Gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó lại là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ nó là chè đậu xanh. Thôi bây giờ chè đậu xanh nó lại chè đậu xanh đi mà đặt nó hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi cho một ly chè xanh. Ủa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh, đợi chút xíu có chè xanh vào đây. Đây đây, chè xanh có đây, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giờ cho anh đây, đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh. Ha, mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè. Nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống. Chè xanh? Dạ, uống thử xem. Được có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè. Mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi. Hiểu, tất nhiên. Đó. Ta nghe là... anh đừng có vội vàng. Em phải nói cho anh nghe cặn kẽ đến hiểu tại sao nó là chè xanh. Anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không chịu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng. Người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Anh đừng có vội. Đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh thì đông lạnh nó mà ngon đó. Anh thử uống thử coi, nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Đơn giản là như vậy, là theo khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá, chứ còn người ta bỏ đá bào đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép lá trà đông lạnh, nó rất là ngon. Cứ uống thử cho em nghe. Đậu ngu. Dạ. Thấy sao anh? Thấy khác không? Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mới gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề gì mới uống ly trà đá quảng cáo vậy, rồi kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Ủa, thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. Thôi quên. Mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ. Ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Chị là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh. Không có gì khác nữa. Không lẽ quán ăn giờ phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà không hiểu này nó quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em... Bây giờ đây, cậu nhìn đi.
Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi là một khách hàng bước vào quán này, và tôi như cậu đi, dạ, đúng chưa, ăn uống xong rồi người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả, người ta nhức đầu, thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Đằng sau tôi sẽ làm bồi còn cậu là một người khách. Dạ, sao đúng chưa? Nhìn đi, đưa tay, đưa cái này. Không hiểu. Đó, bây giờ tôi như cậu này. Chào ngài, chào ngài, mời ngài ngồi. Ủa vậy hả, là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó, đó, đó. Ừ, lâu lâu mới có người mời lại mình đó. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. À, chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ trước khi tính tiền đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra đưa tiền cho mình. Đau, 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 đau anh, đúng không? Đau anh, đau anh. Cái gì, cái gì vậy? Vuốt, 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 vuốt cái gì vậy? Đừng, đừng vuốt cho họ lấy bóp cho mình mới được. Đừng, đừng, đừng vuốt nhột, đau. Cái gì vậy? Vuốt, 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 đừng vuốt anh, tôi nói anh nghe. Đừng. Cái gì? Từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết, chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó, khỏe chưa, khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Hả? Biết muốn cái gì? Từ từ. Anh nội điên, ngồi sát đi, thật tổ cái thứ gì đó mà. À, bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cũng muốn. Ông là ai? Gì dữ vậy đây nè? Sao bạn nhìn nè, đó. Qua đây, qua đây. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị, tiếp thị massage hả? Đúng, massage. Massage sauna hả? Thì muốn nói nghe, anh em mình muốn làm việc chung với nhau, đúng không? À, bạn thì chạy bàn, còn tôi thì lo công chuyện mất xa. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình tắm bớt chút hơi rồi cho họ khỏe mắng trả tiền, đúng không? Mà nhiều khi mà bạn chạy bàn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn không tính tiền luôn. Định xin vô quán này làm luôn hả? Thế mà chỗ khi nào về nè, mình chờ được không? Khỏi chờ. Tao tiếp mày luôn nè. Bà cậu nội mày đi chưa hả? Hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm chuyện hả? Hả? Bà đi. Đứng mặt, đứng nổi rồi. Có đi chưa? Hả? Muốn giỡn mặt cái tôi hả? Hả? Từ sáng tới giờ rồi. Hả? Đi ra. Đùa thiệt hả? Cái gì đó? Đi, 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 làm gì vậy? Nè. Dạ, dạ. Đáp xuống chị, dạ chị đáp xuống. Dạ, dạ đây nè. Chị cứ đáp xuống, dạ. Hết sức thoải mái. Dạ. Em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ. Em chị giận quá, dạ không được thì thôi, em vào đi. Dạ. Mày bỏ luôn cho tao. Em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vô mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì sao? Em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ. Em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình. Bây giờ có một người khách vào đây mà mày đuổi là làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền. Nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả. Mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay, mày phải tiếp một người khách cho tao. Còn không, thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng. Hiểu chưa? Yeah. Dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan
tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác, mà chỉ bán độc chất dầu ăn Maison. Dầu ăn Maison này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Maison về, có Maison nấu mê ngay. À, bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3 đều, lâu, 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 đi. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lứa binh, hết cây chuyện chung tình, khóc than điên em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chả dọn nhạc kê bên nhà tôi. Ngày nào chúng hát ba cái nhạc tàu lao hết trơn rồi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tay, nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được? Ông bước qua đây, bước qua đây nói chuyện cho tôi. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi. Gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, cho tay ngay ngay. Đúng không ạ? Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng ông gì? Ông ăn mặc cái kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tay, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao điện xăng lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè, 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 tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào ông cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á, là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau. Mỗi người một thể loại, mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung. Mình hát nhạc trẻ cho chi? Cho nó phơi phới, nó trẻ trung, cho nó mơn mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt trải xệ, thấy không? Y, sao trùng hợp vậy? Nè, không có giỡn nha. Hát như tôi á, là phải hát những cái bài hát. Hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. À. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. À. Chỉ có nhà của tôi. Sáng sáng uống cà phê, tối tôi uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc. Ông được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết. Sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu. Được chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Chiều sâu gì? Có chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Cái gì vậy? Đứng đó là biết. Thấy chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện rồi xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi. Cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. À? Người ta gõ xuống là piano. À. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, nấp trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên đó nha.
để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Già móc dữ hơn. Ngày nào cũng móc mà. Chà, già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè nè nè, ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar, chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống. Thôi im đi, nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập vô bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi, chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, cô ăn phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Cái trình độ vết bun là bò hút. Thôi được rồi nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình phải đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mình truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ông ơi, ông đừng có nói nhiều đi, ông hát. Con người tôi nói nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước, hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát bắt khịa sao mà hát? Sao? Cái gì? Bắt khinh bỉ, chuẩn bị hát cơ. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thần móc. Lắm á nha. Móc. Thần lắm á. Biết rồi. Móc đi, tôi bắt chấp hết. Rồi. Màn đêm đã. Ban đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Đèn hiu hắt. Cô hồn. Cái gì vậy? Quạnh nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi, trưởng thành hết rồi. Sao?
Trời ơi, cứu quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Ờ. À. Chà, cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Cái gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt. Cô anh nhớ em, nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó cha nội? Cái ban tình cảm nó thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ không lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ông ơi, thét nhẹ rồi tôi vẫn sửa lời. Bà bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nghe nhàng tình cảm mà không thiếu phần hay. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi, nín nghỉ. Sao ông cứ nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loài gì đâu mà. Loài gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau. À. Ok, là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok, em về đi. Anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Là như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong mày đó là con nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi, ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi, thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi, những gì anh đã trao. Em sẽ đi, bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi, cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu, cái quần vẫn còn nguyên. Em sẽ đi, sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy ông Chính? Hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ, bye bye, anh về với mẹ anh liền. Ừ. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè. Hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè. Mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi ghé nhà bà chơi, nó ra nó nói với tôi: bác ơi, hôm bữa bác Chính lùng bác chỉ con bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi mới nghe thôi, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đừng thích, con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi, ba tháng sau có bầu. Hát cái gì? Ông chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít nào mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Chim mà ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Ừ.
Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặt thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Trời, cái gì? Ông đang nói tập mấy cho mặt. Nè ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Lâu. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây, một dùi. Không bao giờ dê, tội, dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Mỗi lần gặp là than, hổng dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Vậy em qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè, gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn. Nè, sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi, bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì trong? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi với anh Chính nghe. Hát đàng hoàng là phải hát, hát quê hương chữ tình. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi, nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. Trên đọt có trái khế chua. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt, cái chữ ngọt 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 có lâu lọt chọt mấy trái chua. Thôi được rồi, thôi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Móc. Nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Sao thay đổi quá vậy? Được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi tao làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì em nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì trái nổi? Anh không đến được với em,
Không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ, phải không em? 10 năm hẹn hò, chiếu trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay. Công nhận anh hát cái này rất hay, biết kết hợp đông tây rồi được hòa hợp, tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày ấu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị, bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vậy. Ông thầy của ông gì? Khó nè. Hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường là được rồi. Ừ. Lề Đường. Lề Đường. Hip hop là quan trọng là cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Mà cha. Có lý do hết á. Cha là nó nhảy giống như con kiến chui đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, hoảng loạn chạy gặp kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặm kiến chú hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn thấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là cái gì? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể với ai dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi. Đừng dở rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở đó chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. À. Hip hop là nó phải có... Hiểu. Nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng, cái nghĩa gì mà ngọt pịt thọt gì đó. Rồi. Tôi thử làm ha. Vô. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Nếu muốn cái tiếng đó thì phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì phải có giới hạn chứ. À. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng hả ông nội? Hát cái môi tôi luôn á. Ai biết đâu thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp. Hên quăng cục nó múc vô phạp hả gì vậy? Dính cục nó múc. Hang không hang thì lên làm hoài. Táp nó tế nhị, hiểu không? Táp. Rồi. Vô. Táp. Đó.
Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Thôi quay. Nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà lai nhạc hip hop, mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn, tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bằng cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Móc. Tắp. Thằng nhảy vậy nội. Thấy táp tươi mới để cho táp. Thôi đừng có giả. Vô. Quả đây. Tôi chưa té mà ông bu da hàng gì xui té luôn nè. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đấy, cái gì? Sao? Sao? Đang đạp con kia chưa? Con kia. Cứ nhảy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông. Giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát một bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Mới vô đó.
Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có con tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi, có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện chứ về đây chi. Ừ. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, à, rồi, đưa em mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống chắc đi. Chắc em chết. Thôi, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận bả. Mình nói gì vậy? Mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nếu không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám à, bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ nói, nói tiền dây, nói tiền dây. Nói từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nói đi, nói. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nè. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ, từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình. Hả? Nói lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Hả? Juliet của lòng anh. Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Ôi, cảm ơn ông thần trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Ôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tạ theo. Và cuối cùng, cảm ơn ông thần đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi Juliet. Romeo. Ex ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ex không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi.
10, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không, từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm gì cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đã. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo, chỉ cần có Romeo, không cần cái máy giặt Sanjo. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? À? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ một tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ một tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ một tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ một tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ một tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết. Rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm. Không. Trở lại. Mình ơi, cứu em mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện gì? Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông, những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Dạ. Ô. Tại đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đối xử anh quá trung thủy. Tại đang em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông em làm cái gì? Không em đánh người đàn ông em làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng gì hắn biết hết trơn. Trời, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? Mình ơi. Anh ơi, em không có gì trong nhà này hết. Em đi nha.
Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao? Anh đâu có làm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình, ai cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà. Chủ nhà đâu? Bước qua đây. Đây đây đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Ha. Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh. Cái chuyện phải có lý do bình tĩnh. Anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách, mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ, bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bậy nghe cho. Nói bậy cái gì? Nín đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Rồi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đánh đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy ha. Bà hát mấy tiếng hồ đó, 3-4 tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Anh hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đớn. Đúng rồi là đó. Là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bằng chứng, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cua đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho. Tôi là người ở giữa, tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa, tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng với vợ chồng tôi. Tàng 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 phụng thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà tôi mèo mã gà đồng, tôi cầm căn nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng. Và vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời. Đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo cho. Ở vậy hả? À, ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên tao sao ăn đặt thành con mèo luôn tù lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà nó bị mờ. Mày bị đọc cái bảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hả tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây. Mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Thì đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy sao hả? Ba nội cho anh đi. Đồ cái thằng tào lao. Ba nội cha mày. Gia chủ nhà đang không chửi tao cũng chửi. Mà thay em gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây.
Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ, còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe, tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi, anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện, tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa, mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu, mát mớ tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹt đội gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi, ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho Ami nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho Ami đứng lại. Trời ơi, sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ thôi, mình bà đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ két. Két ông nội mới hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa két đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ê, cái nhòa cho mấy tịch tu. Mình nhà chi á, không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô mê ô đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Cái tét nhọt đi. Tao mày cho mày cái quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Bố phải bà nội cho mày. Trời ơi, tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp tiếp tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ thương con đến tận muôn đời. Rồi một ngày con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mong chờ. Lộn thơ tình ơi. Anh sẽ có mai cái thành lâu đài. Đời chiều mộ đêm trắng nâu tới. Đời chiều